Đây là cách mà nhí di chuyển nè cô chú anh chị. Thì nhí lăn như vậy nè, giống như là sọ dừa trong truyện cổ tích vậy đó, cho nên là cái biệt danh của nhí là cô bé sọ dừa. Em không tới 1 mét nữa. 7-8 tấc cho lại gì. Nói trong bụng gì nè, tại vì mình tu chưa có được, chứ phải tu được là cũng tu luôn, họ đẻ ra là cấp hết nước mắt nè. Rồi nuôi ẩm tò tò mà hồi cấp hồi nhỏ nhỏ thì nó bệnh dữ vậy lắm. Nhí thì bây giờ cũng phụ thuộc vào mẹ khá là nhiều. Dạ đúng. Nói thì nghe buồn nhưng mà dạ, đúng cũng đến rồi. Lúc là sẽ già đi, yếu đi, sức khỏe không có còn tốt nữa. Rồi nhí có sợ cái ngày đó đến rồi nhí sẽ phải như thế nào không? Bây giờ mình nghĩ thì mình cũng không dám nghĩ nữa. Cho nên ngày nào vui vẻ với mẹ được thì vui chứ không có dám nghĩ gì hết. Dạ. Thì đây là 12.222.000 cho hai mẹ con ăn Tết. À, đây mình đưa cho Nhí đi. Rồi, nè Nhí, Nhí cầm tiền đi. Cảm ơn cô Phước. Đếm đi, đếm đi. Giúp hai mẹ con một số tiền này, quá mừng ăn Tết. Dạ, con xin thay mặt mẹ con với lại con cảm ơn cô Phước đã lì xì cho con với mẹ con có số tiền này quá trời nhiều luôn. Con không biết nói gì hơn, con rất là mừng. À, xin chào cô chú anh chị, hôm nay Nhân quay trở lại Cù Lao Mỹ Hòa Hưng để thăm lại bé Nhí sọ dừa. Chào cô nha. Chào chú. Bé Nhí có nhà mà hả? Có. Ở trong hả? Ở trong, chú vô cho thử chạy thôi đi. Dạ. Đây, xin chào. Chào Nhí nha. Tên Nhí đúng không ta? Lâu quá, đi qua nhiều hoàn cảnh quá không có nhớ hết. Nay ghé thăm nè. Dạ. À. Nhí là năm nay là 20 mấy rồi? Dạ, 26. 26 rồi. Sắp 27 rồi. Sắp 27 rồi. Dạ. Sắp Tết rồi ha. Dạ. Thì chia sẻ với cô chú anh chị thì Nhí là cô bé sọ dừa, mọi người thường hay gọi như vậy đó. Bởi vì khi mà Nhí di chuyển thì Nhí chỉ lăn thôi. Và cái chiều cao của Nhí thì cũng khá là tí hon á. Cho nên là hay gọi là cô bé sọ dừa. Dạ. Cô bé sọ dừa trong cổ tích á. Thì hôm nay ghé thăm Nhí nè. Dạ. Một cô gái nhỏ nhắn nhưng mà nghị lực sống cũng rất là lớn. Dạ em cũng khỏe mà cũng có lúc mệt, hôm bữa bệnh mới hết. Bệnh mới hết hả? Dạ. À, cái này là cái chỗ ngủ của mình ha. Dạ tối em ngủ ở đây. Còn mẹ ngủ ở đâu? Mẹ ngủ ngoài trước. Mẹ ngủ ngoài phòng khách hả? Dạ. À, cái giường ngủ cũng nhỏ nhắn nè, có mấy con gấu bông nữa. Còn đồ đạc live stream đâu? Dạ. Có chuẩn bị live chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Đâu cái những cái dụng cụ để mà mình phát trực tiếp trên mạng xã hội á. Dạ. Mình chia sẻ với mọi người là những cái nào đâu, giới thiệu cho cô chú anh chị luôn đi. Dạ cũng đâu có cái gì đâu, có bộ sâu kẹp với lại cái đồ để dựng điện thoại. À. Dạ. Cái đó đó hả? Dạ. Cái đó mình gắn điện thoại vô hả? Dạ. Rồi còn cái đèn đánh sáng này. Dạ cái đèn đó thì bỏ vậy thôi chứ không có gắn. Tại vì xài đèn này không à, xài đèn nhà. Xài đèn nhà rồi đủ sáng không? Dạ sáng. Gắn nên nó bị chói. À, Nhí lúc trước là idol trên mạng xã hội nha. Hay phát live stream. À, ở đây hơi nóng ha, mình ra trước ha. Dạ, dạ. Ra trước mình trò chuyện cho nó dạ. Mát ha. Dạ. Chịu ăn cơm chưa? Dạ em ăn rồi. À khi mà mình lăn là mình không có gắn cái này được. Nó bị cấn ha. Dạ. À, đây là cách mà Nhí di chuyển nè cô chú anh chị. Thì Nhí lăn như vậy nè, giống như là sọ dừa trong truyện cổ tích vậy đó, cho nên là cái biệt danh của Nhí là cô bé sọ dừa. Còn đây là mẹ của Nhí ha, cho anh đi qua cái nha. À, có còn lấy cái gói nằm không? Dạ không, em nằm không quen à. Nằm không quen à. Thì nó đực hay sao? Tối em mới ngủ gói thôi. Hôm nay gặp lại cô nữa, mấy hôm nay cô buôn bán được không? Bán thì cũng sống qua ngày vậy thôi, cũng được. Dạ. Sáng là bán cũng như là nè 6-7 ly, có khi thì đắt thiện chục ly. Rồi trưa thì chừng 2-3 ly nước à, đâu qua gần đây quán tiệm nhóc trơn. Rồi mình bến thúc ổi, lâu lâu người ta đi mặn mấy người quần, ở sớm mới uống thôi. Uống tiếp thôi, chứ còn như mấy người ấy đâu có uống đâu, người ta đâu có uống. Rồi giờ một ly nước được bao nhiêu? Một ly 7 ngàn, một ly cà phê 7 ngàn. Một ly 7 ngàn. Bán chừng 100 ngàn. Uống nước với anh Nhân đẩy tan. Dạ. À, một ly trà đường hoặc là trà cà phê thì có 5 ngàn, cà phê mới được 7 ngàn. Trà đường 5 ngàn, cà phê là được 7 ngàn. Ví dụ bán được chục ly thì được khoảng 5-7 chục gì đó. Như bán chừng 100 ngàn thì được, tối ngày 100 ngàn được. Thì thí dụ mình lời cho chừng 30 ngàn đó mắc chứ gì. Đâu có lời nhiều, cũng như bán thì cho có em uống rồi. Như xà bông rồi dụng cụ chút đỉnh vậy thôi. Chứ nó thật lòng là không có lời nhiều. Tại vì bán số lượng nó quá ít đó, chứ không phải là
không có người uống. Không, nhưng không có người uống chứ không phải là mình bán ít, rồi bán ít thì không đâu có lời. Ừ. Nhí có ra phụ mẹ không? Ừ, dạ không, em đâu có bán được đâu. À, khi mà Dí muốn ra ngoài cái chỗ mẹ bán thì Dí đâu có di chuyển được hả? Mẹ phải bồng mẹ đi. Mẹ bồng em. Bồng lên, thí dụ nó muốn ra thì ẵm ra chứ. Mẹ em ít có ra. Tại vì những cái bậc thềm như vậy là Dí, Dí tự lên là không đâu được có lên đúng không? Được đâu. Ừ. Yếu lắm đâu có lên được. Có như tỷ thả lên á, mình cho nó lăn ra mình thấy tội nghiệp, nó đâu có cho đâu. Thí dụ ở đây dẫn dạ mẹ được còn mẹ không có cho lăn đâu. Nó muốn ra thì ẵm nó ra chứ không có lăn, lăn tới tới trước nó mệt lắm, muốn ra thì ẵm ra. À. Ở Nhí là không có ngồi dậy được luôn đúng không? Không, nằm gì không mà đâu có ngồi được đâu. Nằm không à? Nằm với lăn à. Nè, cứ như nghiêng qua nghiêng lại thì nó múc nó ăn được, như khỏi đút vậy thôi. Sao giờ nằm không, kệ kệ cứ để nó đi, cứ để nó đi. Sao giờ nằm không có để cái gối lên nằm cho nó thoải mái? Tại em nằm gì em quen rồi. Để gối bị cao hả? Gối mà nó sao nó nằm lên nó mệt hay sao không chịu? Không có, nó nóng, nó nóng cái đầu. Nóng đầu hả? Dạ. À, cái chiều cao của Nhí là hiện tại bây giờ là bao nhiêu? Em hả? Em không tới 1 mét nữa. 7-8 tấc trở lại gì? Ừ, 7-8 tấc hả? Không được 1 mét. Dạ, dạ. Thì không được đâu. Nó chút chiếu à. Mà điều sao hồi đó tới giờ phải lớn hoài, không có lớn. Nó không có lớn gì gì hoài đó. Mà cũng không ốm, mà cũng không mập cái gan vậy luôn. Cái chiều cao này là đã giữ bao nhiêu năm rồi? Hồi đó tới giờ là bao nhiêu năm là y thinh vậy hoài luôn đó. Ừ. Hồi cấp mà có 10 năm nay á. Là hết lớn. Nó hết phát triển rồi. Cách đây khoảng 10 năm là đã như vậy rồi. Vậy là coi như hết lớn rồi. Em hết phát triển, cái cơ địa em nó chỉ tới đây rồi. Ừ. Nhưng mà cái này đâu phải là gen từ ba mẹ đâu. Cái này là... Nhà em đâu có ai bị đâu, có mình em. Cũng chú cũng mắc nợ đi. Mà giờ nuôi, mà thiệt nuôi hồi đó giờ cưng dữ lắm. À, cũng không có bỏ đi đâu hết trơn á, bởi nó đói no vậy cũng ở nhà đâu hết trơn á. Đi rồi bỏ tội nghiệp, không có đi đâu hết trơn á. Bởi không có bằng cái gì được trơn, nó tóm tắt là gì đó. Dạ. Mẹ con không đổ mồ vậy đó. Nhí thì cũng thương mẹ dữ lắm. Dạ thương. Ừ. Có hai mẹ con mà. Mẹ quay thở mẹ hơn nha, để mẹ quay vô cái mic cái nó ồn. Idol mạng xã hội cho nó biết hết trơn à. Biết cái quạt vô mic là bị tại ồn vì nó hút. Đúng rồi, cái mít nó hút vậy đó. À, rồi mấy hôm nay thì với cái khoản bán mỗi ngày như vậy á thì có đủ để trang trải không con? Dạ thì đủ rồi, nó tới tháng nó được lãnh lương được 720. Được 720. À, mấy có cũng như đóng wifi, đóng tiền điện, tiền nước. Đóng tiền điện, tiền nước rồi. Ừ. Thì khi Út nó cũng đóng tiếp nữa, giờ mình có thì mình phụ tiêm, còn không có thì Út nó đồ đóng tiếp. Ừ. Cũng như xài chị em xúm nhau xài chung rồi mấy kia chị đó, em chia qua chia lại, nói chung là đi mặn tới tối mới nhiều mà. Ừ. Chứ không phải là không có, nhà cũng có mấy anh em đi mặn hết trơn, không ai hết. Dạ. Như là bây giờ nhà đâu có bụng để đâu đi mặn mướn không mà, vậy có sở gì thì đi mặn kiếm ăn đi. Ừ. Còn mẹ biết cứ việc ở nhà không, không có đi đâu được chứ. Chị sáng là chạy vô chợ Định, có muốn mua gì thì mua chút đỉnh rồi đi về thôi, chứ không tối ngày không bỏ đi đâu chứ. Coi như quanh năm suốt tháng không đi đâu hết trơn. Nè em ở nhà cơm nước cho em lay quay, giặt quần giặt áo hết nhà. Rồi nó chỉ đó là nấu nước không thôi, như tỷ nó kêu làm gì làm cái nó. Con Nhí thì sẽ tự làm được những cái gì? Đâu ở đây hơi mũi. Gì đâu. Ôi con mũi to ghê. Con mũi mẹ ơi. Ôi, chết rồi. Hai tát. Con mũi to như con trâu vậy. Ở đây mũi lắm. Mũi dữ lắm ha. Mũi dữ lắm, mẹ nó lóc lên rồi. Nó lỡ rồi. Ý là Nhí là sẽ, ví dụ như bây giờ chiều Nhí ăn cơm đi. Rồi dạ. Nhí sẽ tự múc ăn được không hay là mẹ phải đốt? Dạ em tự ăn không à. Em tự múc. Làm sao Nhí nằm như vậy mà? Em nằm em nghiêng như nè. Xong rồi em gấp đồ ăn em ăn. Cũng bình thường thôi. Ăn được. Nhưng mà đều có tắm rửa đi tiêu đi tiểu rồi không được. Ví dụ mình mất làm hết vậy đó. Còn như múc cơm rồi múc bình thường. Múc uống nước rồi cũng múc bình thường. Khi mà đi tiêu đi tiểu là phải kêu mẹ hả? Kêu chứ đi đi tiêu phải kêu gà, không kêu sao được. Kêu mẹ bồng vô. Sức khỏe của cô giờ sao? Thì đau khớp nó cũng nhức khớp mà đều nhờ uống thuốc rồi này kia cũng giảm. Ừ. Mà điều giúp thằng đó nào ngay đi, ít có mặn gì lắm. Thì ở nhà vòng vòng này thôi là ít đau, còn mình đi nhiều thì nó. Mẹ em lợi nhiều là mẹ em đi khập khiễng về chân ba yếu lắm. Là bắt đầu là nó nhức nằm, nhức là đi không được. À. Ít có đi đâu. Cho nên mẹ em cũng không có đi đâu chứ.
Rồi Nhí thì bây giờ cũng phụ thuộc vào mẹ khá là nhiều. Dạ đúng rồi. Mẹ thì năm nay là cũng cao 56 rồi. Thì ai thì cũng vậy hết, mình nói thì nghe buồn nhưng mà dạ, đúng rồi, cũng dạ. đến lúc là sẽ già đi, yếu đi, sức khỏe không có còn tốt nữa. Rồi Nhí có sợ cái ngày đó đến rồi Nhí sẽ phải như thế nào không? Bây giờ mình nghĩ thì mình cũng không dám nghĩ nữa. Cho nên ngày nào vui vẻ với mẹ được thì vui chứ không có dám nghĩ gì hết. Dạ. Nhưng mà trong gia đình mình còn người thân nào nữa không? Có Út nó với cậu nó, mà đều cậu nó đi mằng không ở sống. Có Út thì ở gần gũi nhiều hơn. Gần gũi mà Út nó đi mằng trong lạnh. Út em ở đi mằng suốt ngày. Còn con cái nó chứ cũng khó lòng lắm. Mà đều cũng như con cháu rồi chắc cũng phải nuôi rồi mà đều đâu có bằng mẹ nó. Dạ đúng rồi. Đâu có bằng mẹ chứ cũng như nói chung là cũng phải nuôi rồi mà đều dễ gì bằng mẹ mà đều khởi thôi giờ. Tại cái số mình nó vậy mình sống tới đâu mẹ tới đó chứ. Nói chung Út em cũng thương em lắm. Chứ hồi đó giờ nuôi mà cấp mà hồi mà đẻ ra tới bây giờ đó. Nói thiệt chứ không có muốn chồng muốn chị hồi xưa tới giờ đó. Là cấp hồi nằm thì cũng có nhiều người lắm mà nó sợ dữ lắm sợ luôn. Nói trong bụng gì nè tại vì mình tu chưa có được. Chứ phải tu được là cũng tu luôn họ đẻ ra là cấp hết nước mắt nè. Rồi nuôi ẩm tò tò mà hồi cấp hồi nhỏ nhỏ thì nó bệnh dữ dằn lắm. Rồi nói nghe mấy năm nay hết cái đốt cũng bệnh rồi lâu lâu bệnh thôi. Chứ nuôi cực khổ lắm, nuôi tính đi. Nuôi nó là năm nay là 26 năm, bà ngoại nó là 16 năm đó. Nuôi bà ngoại là bệnh tâm lý 16 năm đó. Bà ngoại 16 năm nữa. 16 năm đó bà ngoại. Bà hồi 61 rồi tới nuôi tới 76 tuổi nó chết đó. Là bà qua đời rồi. Bà ngoại em mất hồi 2017. Vậy là trước kia là cô vừa phải chăm Nhí vừa dạ phải đúng chăm rồi cô, dạ vừa đúng rồi ông ngoại luôn ông ngoại thì có 4 năm à ông ngoại không ông ngoại 2016 bà ngoại là qua năm sau mất theo luôn bà bệnh là hồi cấp là mà nuôi 16 năm đó hồi đó mẹ em cực nhiều lắm tại vì chăm em rồi còn chăm sóc bà ngoại tắm rửa bà ngoại nữa bà ta biết đó còn ba của Nhí thôi hồi cấp hồi lúc mang bầu là thôi luôn tới hồi cấp mang bầu mấy tháng là đi luôn tới giờ thôi luôn tới giờ rồi nói chung mình cũng không trách phiền mà cấp hồi hồi đẻ thì ba nó cũng có ra mà thấy có tật rồi cũng như bỏ luôn mà mình cũng không nói ngay mình cũng không trách mình không nhìn mình cũng không có quan tâm tới luôn có đẻ thì có lên đi nghe người ta nói đẻ thì đi ra thấy có tật rồi thôi nội ngoại thì cũng không ai thăm á vậy là khi mà mình sinh là mình đã phát hiện là sinh là nó bẩm sinh trong bụng mẹ luôn nhỏ xíu luôn hồi đó xanh nhỏ xíu luôn là lúc đó cái đôi chân đã bất xứng với lại cái thân này hồi đó em y như vậy luôn nè y gan nó sao là nuôi gan vậy đó nhưng mà lúc đó thì khi mà mình đi siêu âm mình cũng không biết hả tại lúc đó hồi đó nói chung cũng khổ lắm không có đi siêu âm gì chân á nói nặng ngay đi hồi đó không có đi siêu âm chân tới chừng nào đẻ hay đẻ cấp mà thì đi về chồng ở 4-5 tháng hồi đó ta cũng cứ hỏi đàng hoàng rồi về ở 5-7 tháng rồi có bầu rồi thôi luôn tới giờ mình về đây mình mà không có nghĩ là mình không có nghĩ là đẻ là bệnh tật gì trơn nó là ngay đi có biết gì đâu mình đẻ ra rồi thì mình buồn cho số phận mình thôi nó kiếp trước tại chắc mình gieo mình hưởng gì thôi giờ nuôi nó là bởi nó hoài không bao giờ có chồng mà nuôi hoài chừng nào tới đâu mới đó chết vậy thôi chết thì thôi chứ dứt phát là không có bỏ thiệt chứ ở đây bao nhiêu năm nuôi là bao nhiêu năm không có Mỗi lần cô nhắc đến hình như cô cũng rơm rớm nước mắt đúng không? Là mình tuổi hả? Cũng như mình tuổi mình á, sao mình khổ, mình gặp, mình đẻ ra mà sao mình không được lành mạnh vậy đó. Nhí có thường thấy mẹ khóc không? Dạ không, mẹ em ít khóc lắm. Nhiều khi mẹ giấu ha, mẹ đâu có cho thấy đâu, mẹ sợ lo. Giống như là lần trước Nhí cũng từng tâm sự rồi. Có những lần Nhí cũng khóc, mà đâu để cho mẹ thấy. Đúng không? Hai mẹ con thì thương nhau cho nên sợ người chứ lo. Nhưng mà có gì thì mình cứ tâm sự. Tâm sự mình mới hiểu chứ. Khi mà gặp những cái biến cố như vậy á, mà có một người đàn ông thì nó cũng đỡ hơn đúng không cô? Mà đằng này thì có mình cô từ đó giờ 2 mấy năm. Mình cũng chịu coi như hết duyên. Thì nói chung hết duyên rồi. Mỗi lần con đến đây thì khâm phục là cái nghị lực của Nhí. Tức là lần nào thấy Nhí cũng lạc quan á. Coi như là cũng cười nói và lạc quan lắm. Chứ không có giống như những cái hoàn cảnh khác. Nhiều người thì người ta rất là bi quan. Nói về con cái như này cũng như có bệnh mà. Ở đó giờ trí óc khôn.
không có như thì thí dụ đi nói mà chữ rồi mà thế này mẹ dốt cô biết cái đâu, mà hồi đó nhà thờ ông cha người ta có đem qua mấy cúng dằn rồi, rồi cái mấy cô đó chỉ một hai chữ người ta về chứ ta đâu có ở đâu, mà tự động mà nó ra học nó biết mình đọc giỏi lúc nó rồi nhắn tin rồi bốc 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 vậy đó, mình khen nó cái đó với lại nó khôn lắm, nó nói chuyện nói chung không phải có nó mà nói chuyện khôn lắm chứ không phải mà bị bẩm sinh thôi chứ khôn lắm, nói chuyện khôn khéo lắm, nói chung là trí óc phát triển bình thường, thậm chí là thông minh, chỉ có cơ thể này như vậy thì bị hạn chế nhiều thứ lại, chứ nếu không thì cũng rất là giỏi. Con cái biết chữ rồi chân chứ có ai dạy đâu, mẹ dốt thêm một biết chữ rồi dạy. Trong thời gian vừa qua thì Nhí cũng quanh quẩn ở nhà như vậy đó, cô thì cũng không có đưa Nhí đi đâu để khuây khỏa được, tại vì điều kiện cũng khó khăn đúng không? Đúng rồi, với họ làm thì cấp mà ta có trôi xe đó, mà lúc ở ngoài đường rồi mà đẩy hoài cũng vậy thôi, mà đẩy vòng vòng nữa, ở hoài vậy thôi mà nó cũng không chịu đi luôn đó. Lâu lâu thì như bữa nào muốn buồn muốn vui đi ra trước chơi với mấy người ở sớm vậy đó, mấy người lớn lớn nhớ nhớ rồi đó thì ra chơi chút vậy vô. Buồn không Nhí? Dạ. Ở nhà không buồn không? Dạ buồn và cũng đâu có thay đổi được. Thì bình thường phát trực tiếp trên mạng xã hội lên mình trò chuyện với mọi người như thế nào? Mình trò chuyện những cái gì? Có người thì em nói chuyện, còn không có người thì em bắt nhạc lên em hát rồi em nghe. Mình ở đây em vậy đó. Giống như là mình cũng giải trí luôn. Dạ đúng rồi. Cho khuây khỏa đầu óc nha. Dạ đúng rồi. Nổi quá trời luôn rồi. Suốt hai mấy năm qua khi mà chăm Nhí như vậy thì cái giai đoạn nào với cô là một cái giai đoạn mà cô nghĩ là bế tắc và cùng cực nhất? Chắc lúc bệnh nặng, lúc bệnh đồ này kia đó, lúc bệnh vô lần rồi cấp hồi xưa khổ lắm. Lớp mà ngoại nó lúc đó cấp lên nước mắt chảy không. Mà nó ngay giờ thì hết khóc rồi, ngay giờ thôi như tại nhắc lại buồn thôi. Nhắc lại buồn hay xúc động. Như mình đói với tao cả mình niệm trần phạt thu tại qua thôi chứ không biết nói gì nữa. Hai mẹ con thường niệm Phật lắm hả? Dạ đúng rồi. Tối ngủ em niệm. Đặt chú Đại Bi. Chú Đại Bi. Hôm nay mũi nè. Làm hôm. Rồi tối cô ngủ ở đây cô văn mùng hả? Văn chứ. Tấm niệm này là để mình bỏ ra mình ngủ hả? Cái nhà nhỏ đến nỗi mà cô phải ngủ phòng khách như thế này. Mẹ em ngủ ở đây, em ngủ phía trong. Sao hai mẹ con không ngủ chung cho vui? Chịu chứ lặng máy vô đây cấp vô nhà này tới giờ. Ổng cấp vô máy vô đây em mới ngủ nguyên thôi. Cho em nằm mình cho hồi lúc còn ở nhà cũ thì em với mẹ ngủ chung. Máy vô đây ngủ Tết này nữa là ngủ có 2 năm chứ nhiêu. Chỉ mới ngủ nguyên thôi. Rồi giờ là cũng Tết tới rồi. Dạ. Nhí có cái mong ước gì trong năm mới không, chia sẻ cho cô chú anh chị biết. Em cũng đâu mong muốn gì đâu, chỉ mong ước là có tiền chút đỉnh cho hai mẹ con ăn Tết thôi. Chứ em không mong muốn gì hơn. Hồi trước thì Nhí cũng có kiếm tiền được từ mạng xã hội. Dạ. Bây giờ thì chút đỉnh. Làm khó lắm anh ơi. Không có được. Tại vì đông quá. Cũng nhiều bạn giống em lắm chứ. Đâu phải một mình em đâu. Cho nên là cũng chia sớt ra. Sao Nhí không tạo thử một kênh Facebook hay là TikTok hay là YouTube gì đó để mà mình có một mình chia sẻ em cuộc sống thường ngày. Em ít có chia sẻ em lên trên đó lắm. Có đi lên trên đó chơi nói chuyện thì có. Tại vì anh luôn nghĩ là cái nghị lực sống của Nhí là một điều không phải ai cũng làm được. Thường thì người ta khiếm khuyết, người ta sẽ mặc cảm tự ti rất nhiều. Nhưng mà nhờ những cái nguồn sống từ Nhí như vậy là có thể truyền cho người ta cái động lực. Nhưng mình chia sẻ những câu chuyện thường ngày vì sao mà mình vượt qua được những cái biến cố như thế này á. Rồi mình hát hò, mình chia sẻ, anh thấy cũng hay. Dạ. Rồi bây giờ là Tết đến rồi, cho nên là Nhí tặng cho mọi người một bài hát trước khi Nhí nhận món quà cũng rất là lớn ngày hôm nay nha. Dạ. Rồi, bản gì? Dạ, gần Tết rồi thì em hát tặng cho cô chú anh chị nghe bài Câu chuyện đầu năm. Câu chuyện đầu năm. Mẹ có hát không? Mẹ em ngại lắm, mẹ không hát đâu. Em hát em còn ngại chứ đó. Rồi, có gì đâu, ngại mẹ hát rồi live stream hoài à. Tại chim nó khác rồi mình hát cái khác rồi vô. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rỗi tư tầm, năm mới nhiều ước vọng chờ mong, may nhiều rồi ít ngóng trông,
vui cùng bao nụ diệu hồng. Hả? Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân. Xuân dù thay đổi biết bao lần, xin khấn nguyện kết chặt tình thân, vinh canh lọc những bâng khuân, năm này chắc gặp tình quân. Ca sĩ bất đắc dĩ. Xuân mang niềm tin tới, bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới, thế gian thấy nụ cười, đón cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân xéo lọc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón xuân trên mọi miền, viết thư thắm bạn hiền, một lời nguyện xin chưa quên, mong đầu năm cuối năm gặp mây, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy, trên bước đường danh lời rộng mấy, duyên vừa đẹp ý đắm say, ấm nàng xuân đẹp vào tay. Hay quá, nguyên bài hay quá, tự nhiên bắt tôi chọt vô cái chi cho dở ẹ không biết. Dạ không có sao đâu, hát vui mà. Rồi, cho cô chú anh chị biết một cái tài lẻ của Nhí, lạc quan yêu đời, hát rất là hay. Thì hôm nay cũng thông tin với cô luôn là đến thăm vào dịp cuối năm này, bởi vì có một mạnh thường quân thì gửi một cái món quà cho hai mẹ con. Thì cũng trùng vào dịp cuối năm này thì món quà này con nghĩ là cũng sẽ giúp cho hai mẹ con được một cái Tết ấm cúng hơn ha. À, cái này thì của một cô. Cô thì gửi tiền Canada về. Cô này là cô Phước nha. Cô Phước ở Canada, email là Happy Trương. Cô gửi là 12.222.000. Thì đây là 12.222.000 cho hai mẹ con ăn Tết. À, đây mình đưa cho Nhí đi. Rồi, nè Nhí, Nhí cầm tiền đi. Cảm ơn cô Phước. Đếm đi, đếm đi. Giúp hai mẹ con một số tiền này, quá mừng ăn Tết. Chúc cô Phước năm mới phát tài phát lộc chứ không biết nói gì hơn nữa. Mừng quá trời luôn. Mừng quá trời luôn. Thôi để con hai mặt con nói giùm cha mẹ. Mẹ vùng quá. Bây giờ mình nghiêng qua cái được không? Mình nghiêng, mình thường mình nằm mình ăn cơm nghiêng, sao nghiêng cho mọi người thấy cái đó, thấy cái mặt của Nhí. Chưa, cái này nó trì quá. Trì quá hả? Đây 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 anh cầm luôn cho. Rồi. Rồi. Dạ con xin thay mặt mẹ con với lại con cảm ơn cô Phước đã lì xì cho con với mẹ con có số tiền này quá trời nhiều luôn. Con không biết nói gì hơn, con rất là mừng. Con chân thành cảm ơn cô Phước rất là nhiều. Chúc cô Phước có thật nhiều sức khỏe. Rồi đếm tiền lại đi chứ. Đặng khiếu nại anh Nhân chứ. Cô Phước thì gửi lâu rồi, nhưng cô nói tranh thủ, nhưng mà con thì công việc nhiều quá, con đi không có kịp. Cảm ơn chú Nhân. Cho nên là cố gắng trước Tết. Chúc đó luôn. Cảm ơn anh Nhân nhiều, nhờ anh Nhân mà con mới biết đến hai mẹ con em, giúp đỡ cho em với mẹ, em cảm ơn anh Nhân nhiều lắm. Rồi, không có gì. Món quà này thì cô dự định sẽ làm những việc gì nè? Để dành thì cũng với có tiền thì mình mua bán, chứ cô thiếu nợ giặt lặt giặt mình trả rồi này kia vậy đó. Còn như mình để dành sắm. Sắm đồ Tết chưa? Cho Nhí. Có đồ Tết chưa? Đã chưa. Chưa hả? Nhưng mua đồ Tết cho Nhí, Nhí mừng dữ lắm luôn. Sắm đồ Tết được rồi. Để dành, sắm là vừa rồi. Để dành ăn đi, nó nói gì đi, để dành ăn đi chứ không có mặn gì ra tiền. Dạ. Để dành hoài vậy đó chứ. À, có những cái hoàn cảnh thì thực sự là cuộc sống quá là khó khăn mà không thể nào thay đổi được. Như giờ có một người đàn ông thì đỡ hơn. Còn cô thì giờ sức cũng ở cái tuổi già rồi mà còn phải chăm cho Nhí nữa. Mình cũng đâu đi đâu làm xa được đâu. Không có đi được. Đó đâu có đi buồn được. Á, buồn là tính đi cũng như giờ nó tính tắt thì tính đi bằng cỏ đó. Mà thay vì mình đi bằng cỏ là tới 11 giờ mình phải về. Mà đi thì xa, mà đi về rồi chở vô nữa thì đi không được. Giờ sao tắm rửa cho nó rồi cho nó ăn cơm rồi này kia nữa. Rồi thôi nó thôi kệ đi, nhà có gì ăn đấy. Những cái hoàn cảnh mà Nhân đi giúp á, thì Nhân luôn luôn là Nhân hướng cho mọi người một cái công việc và phải dặn mọi người là phải cố gắng đi làm, tại vì sẽ không có ai giúp hoài được. Đúng rồi. Nhưng mà có những cái hoàn cảnh thì cái số phận đã như thế này rồi, bây giờ muốn thay đổi cũng khó. Cho nên là chỉ mong cô chú anh chị vẫn luôn quan tâm như thế này để mà thỉnh thoảng giúp cho hai mẹ con. Nếu mà nói thiệt chứ có đi là cũng không đi đâu được trơn, mà với bằng đau khớp nếu mà đi một bữa là nghỉ 8 bữa.
đi mặn một bữa nó nghỉ 8 bữa là nói thật lòng đó, chứ không phải mà nói ít đi mặn lắm. Ở nhà với cơm nước với nhà cửa chừng nhà được cho mấy đứa với ra vô bán rồi có uống đồ gì thôi, chứ đôi lúc nói mà còn mắc cỡ bán mà không có bán đâu có được nhiêu ly đâu mà có tiền. Dạ rồi thôi thì món quà này được lúc nào hay lúc đó đi. Đúng đúng rồi. Giờ năm nay đó. Như vậy thì vui năm nay đi ha. Rồi, cảm ơn chú dữ lắm rồi. Rồi chú mà mới được nhiêu. Dạ. Rồi chúc cho năm mới khởi đầu mới nha. Mọi dạ. sự nó tốt đẹp hơn ha nhé. Dạ. Rồi chúc mừng năm mới luôn nha. Chúc anh năm mới là dồi dào sức khỏe. Lúc nào anh cũng khỏe mạnh để có thể đi giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn. Rồi. Giống như em vậy nè. Rất là vui. Rồi cảm ơn cô chú chị nhiều ạ. Dạ.